2003. Chùa xây năm 2003 đấy của 2003. À, đây là chùa, đây là chùa, đây là chùa Ông Phúc Âm. Đây là tòa Tam Bảo hay là chào thầy. Đây là tòa Tam Bảo hay là tòa gì? Đây là tòa Tam Bảo. Trong mới nhà tổ. Phía bên trong này là nhà tổ. Đây nhà tổ đấy. Có một thầy như vậy là có cái anh ở trên bảo tàng tỉnh. Anh như vậy thăm làng như vậy. Chào thầy ạ. Thăm chùa. Đây thầy Nguyên như vậy là chủ trì chùa đấy. Sáng này đi đưa đi cái đăng ma. Đăng ma tai nạn là năm người nó chết ngay chỗ cổng thông khoai. Ôi dồi. Con bà. Đi lễ hội con gái sang nó cỗ rồi đấy. Để sang thi quan.